Giang. An Giang hả? Dạ. Lý do sao chú biết hiệp sĩ Huỳnh Hải mà chưa đến nhờ? Dạ, em coi trên cộng đồng mạng biết người ta chỉ. Là như là chỉ coi cộng đồng mạng chứ người ta chỉ phải không? Dạ. Ở đây được đặc biệt phải làm miễn phí là giúp dùm dân. Chị cho thăm chị họ tên gì? Em Trần Thị Nhung. Trần Thị Nhung hả? Dạ. Rồi em Nhung, em có thể cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết là em hiện nay đang sinh sống tại đâu em? Em ở An Giang. Là nguyên quán ở An Giang. Dạ. Hôm nay em về từ An Giang về Bình Dương này để nhờ đổi hiệp sĩ quân thành Bình Dương là tìm con phải có em phải không? Dạ. Em có thể cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được con của em họ tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, Trần Thị Mông Kiều, 17 tuổi. 17 tuổi mà bé trước khi mất tích, nhà bé mất tích làm sao, bỏ đi giờ đâu? Nó làm ở trên Bình Dương đó, làm Bình Dương rồi đồng cái công ty sắp sửa nghỉ rồi sao mà tự nhiên cái nó để lá thơ lại rồi nó đi. Để lá thơ là cụ thể làm sao em? Như nó nói con đi làm ăn xa, mày đừng tìm con nữa. Ồ, con đi làm ăn xa không có tìm con nữa. Dạ. Khi em phát hiện là có lá thơ như thế vậy thì em thấy làm sao, có hoang mang thì, không? Có hoang mang rồi, có điện đồ, nó chặn Zalo Facebook hết trơn, nó không có cho liên lạc nữa. Con nhà em từ trước giờ có bỏ đi hay bao giờ? Không. Không à. Nó làm nên ở đây đâu có ai bó buộc gì nó đâu, mà tại vì nó muốn đi thì mình cũng không biết làm sao. Ừ, điện kiếm nó hoài không được, bây giờ nhờ. Tại sao mà con của em tuổi đây còn rất nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành, chưa đến 18 tuổi, đúng không? Dạ. Đây là cái tuổi này, nói chung cái tuổi này còn đang rất cần cái tình. Nó lên bà... đây nó mặn với bà, ở với bà dì nó trên đây nè. Rồi đồng cái nó đi ra chơi đồ nhậu nhẹt rồi đám tiệc đó, rồi về nó ra la nó rồi nó giận rồi nó về nó viết thơ rồi đi. Vậy là chắc chắn là gia đình có chuyện gì đúng không? Không, bình thường không có gì hết. Trước đây đi làm hàng tháng là con em có gửi tiền về nhà không? Nó làm nhưng không có tăng ca, đủ ăn đủ xài à. Làm sao mà xài dữ vậy hả? Có hàng tháng có 4 triệu mấy, 5 triệu à, đâu có tăng ca đâu, công ty cỡ này đâu có tăng ca. Rồi mình cũng không có hỏi tiền bạc gì hết. Mà thấy nó mặn ổn định rồi, cho đủ ăn rồi được rồi. Đồng ý là gia đình không có cần những khoản tiền của các con. Dạ. Nhưng mình cũng phải thăm dò. Có liên tâm, có hỏi tới rồi nó nói mẹ con không dư. Ừ, không dư thôi, không có dư gỡ. Con của em bỏ đi là lúc bây giờ là mất tích lúc mấy giờ? Đi lúc 1 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022. 24 tháng 12, hôm nay cũng trên dưới một tuần rồi. Dạ, 10 ngày đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi, con em chỉ viết lá thơ được nội dung làm sao, cụ thể làm sao? Nó, viết cứ dài dòng đi, như nó đi như em không biết chữ gành rồi, như mấy đứa đọc lại nói nó mẹ con đi vậy đó, mẹ đừng kiếm con nữa vậy thôi. Vậy đến giờ phút này em đã trình báo cơ quan công an chưa? Dạ con em chưa đúng tuổi rồi, em thấy vậy rồi em không đúng tuổi hay không đúng tuổi em hỏi chậm. Như là ở chỗ công an của em thì nó nói là chị con chỉ trên Bình Dương, chị chẳng chỉ chỉnh trên Bình Dương đi mà lúc đi con em giấy tờ nó không có đầy đủ vậy đó. Nó chưa đúng tuổi rồi, nó không có nộp giấy tờ trong đó được, người ta không có biết thông tin. Rồi nếu tỉ mà anh kêu vậy thì em về giấc trưa thì em... Trưa lên về mà gia đình mình báo công an đi. Báo công an cho ta tiếp. Vậy là con em đi, có đem theo tài sản gì đi không? Có, đem chiếc xe Vision. Một chiếc Vision? Dạ, màu trắng. Ai mua cho? Rồi một, này em đứng tên. Em là người đứng tên? Dạ. Vậy là có giấy tờ luôn? Dạ, có. Nó biển số bao nhiêu trên em? Biển số 54204. Xe là em mua lại hay là em mua mới? Em mua mới luôn, em đứng tên. Vậy là nhà mình ở Sài Gòn theo biển 54? Không, bảng số xe ở dưới, ở trên thì 67G1. Còn ở dưới thì 45204. 45204. Dạ. 67 trên đúng không? Dạ. 67 là An Giang. Dạ, G1 đó. Đến giờ phút này là 10 ngày rồi. Trong 10 ngày trôi qua thì em không có một thông tin gì về con em luôn? Không. Không luôn. Em đi kiếm đồ cũng dữ lắm mà không được. Em có tìm hiểu các người bạn của con có em? Có. Nó cũng bình thường này cái nọ, sao mà nó đi không ai biết hết trơn. Tại vì làm chung công ty rồi đó, có chị em đồ, chồng hỏi chồng cũng có nữa. Chứ nãy đi rồi nó tắt máy, tắt đổ cho cho liên lạc. Hiện nay rất nhiều các bé tuổi đời rất nhỏ, dưới 18 tuổi là đa phần sập bẫy rất nhiều, đang có một công việc ổn định hoặc đang học hành ngon lành. Nhưng mà đùng một cái là bị dụ dỗ lừa đảo. Hiện nay cũng sợ vậy đó. Hiện nay bị lừa đảo không phải là trên các trang mạng khác mà thậm chí lừa tình. Xong lừa tình rồi chúng sẽ bán các bé gái này vào các trung tâm massage, karaoke, trá hình, thậm chí buôn bán sang bên nước ngoài, sang biên giới. Nếu sang biên giới thì cái cơ hội tìm được ra là rất khó. Nhiều bé tưởng chừng là đi là kiếm tiền dễ, hy vọng là giấu ba mẹ nên kiếm được tiền ngon là nhà báo. Nhưng đến giờ phút này là đa số là đi không có báo được về. Khi đi bị đi là tịch thu hết toàn bộ điện thoại, cắt định vị. Đó, không có thông tin gì liên lạc với gia đình hết. Nó
đi, nó có đem điện thoại với xe, những lúc nó có cầm bán nhưng mà mình không biết. Chắc chắn là thậm chí xe phương tiện nếu bị lừa mục đích chính vì tiền thì sẽ bị các đối tượng xấu bán. Còn nếu lừa về tình, về bị bán người, mua bán là gọi là mua bán người ấy, thì xe của em hiện nay đang gửi một chỗ khác. Nhiều bé đã xảy ra như vậy. Nhưng bây giờ thì tài sản mình đang gạt cho một bên, nhưng quan trọng là mình tìm hiểu thông tin con em đang ở đâu. Thì các anh em đội hiệp sĩ với thành Bình Dương là tìm cách giúp con em trở về nhà. Vậy là con em chưa bỏ đi khi nào? Dạ đi bữa thứ bảy ngày 24. Trước đây con em đã bỏ đi bao giờ chưa? Chưa lần nào bỏ đi. Vậy con em từ quê An Giang mà về Bình Dương là lập nghiệp lâu chưa? Làm việc lâu chưa? 4 năm rồi. 4 năm lên rồi. Là làm 4 năm rồi. 4 năm bé có thường xuyên về quê không? Có Tết để lập rồi nó về bình thường. Tết là vẫn về quê. Dạ. Vậy là bé tự chạy xe về hay sao? Dạ, tự chạy xe về luôn. Có chị nó khi chở, khi nó đi mình nên nữa chừng. Vậy bé cũng có tinh thần tự lập rất tốt, nhưng rất lấy làm tiếc là hiện nay tuổi đời còn rất nhỏ, chưa có va vấp ngoài đời. Hiện nay nhiều người trưởng thành còn bị sập bẫy trên các trang mạng xã hội. Em có điều nào em chia sẻ trên video này thì hy vọng là con gái của em xem được. Con gái em tìm cách liên hệ với đội hiệp sĩ thành Bình Dương. Em cũng nhờ hiệp sĩ Bình Dương, đội hiệp sĩ Bình Dương với cộng đồng mạng kiếm con em về được. Yêu cầu con em dạy với em là được rồi. Em cần nghi tư. Em lên tiếng nói sao? Em đọc tên họ, tên con em là gì? Đi bao nhiêu ngày rồi để con em nhớ được. Và con em biết được cái tình cảm của gia đình dành cho con em làm sao. Hiện nay cuộc sống làm sao, có khó khăn gì không, hiện nay có gặp bất chắc gì không. Thì liên hệ cho các anh đội hiệp sĩ của nhà Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Khó khăn cái nào các anh giúp được về. Không, em có lỡ lẽ nó nói giỡn, em chỉ cắn con em về thôi mà được rồi. Còn em mới là chăn thì nhung, con em là chăn mỏng kiệm. Rồi đây với mẹ con, mẹ không cắn gì chứ. Em cần con em, về đi mẹ tha thứ hết. Có chuyện gì mẹ cũng bỏ qua hết. Về với mẹ là được hết. Nếu con em bây giờ báo tin cho đội hiệp sĩ của thành Bình Dương là vì lý do là muốn đi làm đâu một nơi là đâu đó lương cao hơn, nhưng không may đã bị một số đối tượng lừa đảo, mà bây giờ số tài sản có thể xe hoặc tiền bạc có bao nhiêu dành dụng được, hoặc điện thoại nó mất hết rồi, thì các chú giúp con trở về. Thì đến lúc bây giờ em nghĩ sao, em có lúc bây giờ em có bỏ qua cho con em không? Bỏ qua hết cho con em mới về được rồi. Em không cần gì chứ, ngân tài sản của cái trong con em được. Em có thể chia sẻ em có thể chia sẻ cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng em được mấy người con? Dạ em 4 đứa. Bé là thứ mấy? Thứ ba. Bé thứ ba. Dạ. Còn thằng trai với nhỏ gái nhỏ ở nhà. Đến thời điểm này, đội hiệp sĩ của thành Bình Dương đã cảnh báo rất nhiều, nhưng rất lấy làm tiếc không hiểu tại sao rất nhiều bé vẫn sập bẫy. Lúc giờ nó chưa có đi là bỏ nhà đi là ngảo chứ. Lần đầu tiên thôi có ăn thì nó có bạn bè gì dụ dỗ gì nữa, anh cũng kiếm cho giùm được về cho em là mong ơn. Quan trọng là con em về là được. Quan trọng là em phải báo thông tin chi tiết cụ thể, làm việc tại đâu, mất tích thời điểm nào, đi bao nhiêu ngày. Nó nở ra Tân Nguyên đó. Nó ở ngay Tân Nguyên, còn lúc 12 giờ, 1 giờ thì nó đi. Nó đi làm mà nó chạy xe đi luôn đó. Điện thoại con em hiện nay còn liên hệ được không? Không. Hay là gia đình không liên hệ đến người khác, không liên hệ được không? Không luôn, bạn không bè luôn. Nữa cũng kêu nó điện giùm cũng được luôn. Trên Zalo, Facebook là thì con em hiện nay tắt hết rồi. Dạ. Có tắt hết trơn luôn. Nó nhịn lúc tớp gì nó cũng tắt hết trơn. Em đang lo ngại nhất điều gì xảy ra đến với con em? Thì em sợ bạn bè dụ dỗ nó đi. Đi là cụ thể nó đi thế nào? Em có nghi ngờ điều gì không? Em cũng nghi gì chứ. Em sợ như nó nghe lời bạn bè ngủ chơi rồi này cái nọ rồi nó bỏ nó đi. Rồi nó giả tỉ nó có hối hận hay gì kêu nó về với em. Em chấp như không biết nó la gậy gì nó chứ. Thật sự những câu chuyện này, những câu chuyện như thế này và nó rất đáng buồn. Thì hôm nay thì thực sự là những cái câu chuyện mà những người cha, những người mẹ ở tất cả các tỉnh thành về báo tin đội hiệp sĩ của thành Bình Dương vào đầu năm mới 2023. Và nói các anh em này đã vô cùng rất lấy làm buồn. Thôi thì cuối video này thực sự là cái câu chuyện nó còn rất dài. Để mà chia sẻ ra thì từng câu chuyện mà này thực sự là cũng rất dài, mọi người này không theo dõi được. Bây giờ thì hiện nay cũng gần trưa rồi, còn rất nhiều các cô chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh thành đang ngồi chờ để tiếp tục phỏng vấn, để đưa lên tất cả các trang mạng xã hội. Để hy vọng là mọi người tìm kiếm, báo tin, giúp
các bị hại có thể lấy lại tài sản hoặc có thể tìm được con, tìm được người thân của mình. Thôi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của Thành Bình Dương xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của em, một người mẹ từ An Giang về Bình Dương. Chúc em cùng với gia đình luôn thành công trong cuộc sống. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì con em sớm báo tin cho đội hiệp sĩ Thành Bình Dương nhé. Dạ, em cũng chúc đội các anh mau mau sớm kiếm được con em cho anh thân vui. Rồi, chúc em là luôn thành công. Rồi, chào em.